Rau năm là mắm chưng nè các bạn. Mắm chưng có thịt xay nè. Thịt xay, hành lá, tỏi băm, hành tỏi phi, tiêu, đường với bột nêm. Ở đây mình có trồng trồng hột gà nè, mình lấy ra 6 cái đồng đỏ thôi. Rồi còn tất cả mình bỏ vô trong cái thịt này để mình quết lại cho nó kết lại nha các bạn. Đây là mắm, mình có thể mua mắm xay sẵn, mắm lốc xay sẵn hoặc là mắm lốc nguyên con mình về mình xay nha các bạn. Đó, hôm nay mình gấp thêm món mắm chưng với các bạn nha. Bây giờ mình đầu mình làm nha các bạn. Mắm nãy mình để gia vị các bạn, bây giờ mình đánh cho nó tan ra nè. Bỏ xíu dầu ăn vô cho nó mướt mắm ha. Mấy dầu ăn vô mình đánh nè. Rồi mắm nó tan hết trơn rồi đó ha. Rồi bắt đầu mình múc ra cái sửng này nè. Múc ra cái sửng ha, mình đem đi hấp ha. Nếu mà nó đầy quá mình chắc chia hai cái sửng quá. Đó. Múc ra cái sửng ha, cho mình tán cho nó đều nhau. Trong đây nó có dầu ăn rồi mình không khỏi có bỏ cái dầu ăn vô cái sửng nữa. Đó. Bên đây là các bạn, bên đây là trồng đỏ hột gà nè, mình bỏ xíu dầu ăn vô ha, nó cũng rồi tương ớt đó, mình đánh cho nên lát mình để lên mặt nó hấp mắm chín rồi bắt đầu mình tán cái trồng đỏ vô cho đều với nhau đó, cái gì mình để lên mặt cho nó có màu vàng để cho nó đẹp ha, tại cái trồng màu vàng nó không có đậm đó, nên mình bỏ thêm tương ớt vô nha các bạn, các bạn bỏ lên mặt cho nó đẹp ha. Bây giờ mình bỏ cái sửng mắm vô cái sửng mình đem đi hấp nha. Mình múc cho nó đầy xong mình đem đi hấp nha. Mình không phải trừ hao nha các bạn, mình còn bỏ trồng đỏ hột gà lên nữa nha. Đừng mà để đầy quá ha. Giờ vậy là vừa đó, ghép mình làm thêm một sửng nữa quá. Nên mình góp thêm mắm chưng với các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình đem đi mình hấp mắm ha. Mắm xong rồi bắt đầu mình mới bỏ cái trồng đỏ hột gà lên mặt nha. Mắm chưng mình đã hấp 20 phút nữa các bạn. Rồi mình mở ra cái mình xăm nha. Mình xăm cho nó chín ở dưới luôn ha. Bắt đầu mình có nếu có bọt trắng trắng đó, các bạn lấy muỗng vớt cái bọt ra. Bắt đầu mình lấy trồng đỏ hột gà này nãy mình đánh với lại dầu ăn với lại tương ớt nè. Mình tha lên mặt nha. Mình tha lên mặt cái bắt đầu mình đậy nắp cho nó. Mình đậy nắp lại. Lại kinh nó hở thôi nha các bạn nè. Lại hở lại khoảng chừng 10 phút nữa là mình tắt bếp được rồi, mình để luôn lên bếp vậy đó. Đó. Ha. Mình để nắp lại nha, mở hí gì nha các bạn, mở hí thôi. Đừng có đóng kín quá nha. Đó cái nồi mắm mình hấp tổng cộng khoảng là 30 phút đó các bạn. Đó. Bây giờ là mình cho nó kín hẳn, bắt đầu mình tắt lửa luôn. Mình để trên bếp luôn nha. Còn cái mắm này nè, mắm này còn á, mình sẽ bỏ vô cái hũ nhỏ inox á, mình hấp nha, mình đem đi hấp nha các bạn. Bây giờ nó còn nhiều quá như này nè, bây giờ cái mình chiết ra cái hũ nhỏ, mình ăn cái đâu cái mình đem đi mình hâm cái tới đó, chứ mình ăn một lần một mình hấp nó cái nó tốn thời gian nữa, với lại nó mình ăn quá hết nữa, mình bỏ vô cái hũ inox á, rồi mình đem đi hấp, khi nào ăn mình đem theo đi làm một hũ rồi đó. Mình đem theo đi làm, mình ăn tới đâu cái mình đem tới đó ha. Bây giờ mình chiết ra cái hũ nhỏ nha các bạn nha.
Không, chừng mình chia hũ nhỏ là mình chừng rồi đó, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ mình đem ra đó, đem ra. Rồi mình để cái sừng này vô lại, mình hấp lại, tại mình mới bỏ cái đậm đỏ lên trên mặt đó. Mình sợ nó thấy là mình, bây giờ mình bỏ thêm bên nào, mình bỏ vô ha, mình hấp như lửa nhỏ thôi nha các bạn, đó mình hấp cái lửa nhỏ để cho cái đậm đỏ nó khô, cho nó sôi lên mình dặn nhỏ lửa, cho nó sôi lên đi rồi mình dặn nhỏ lửa nha. Cho nó sôi lên ha, là mình dặn nhỏ lửa lại. Là mình vẫn để nguyên lên bếp nha. Tại trong đỏ nó hồi nãy mình có thấy còn nhiều quá, mình để thêm vô nên nó bị ướt trên mặt thôi. Lát nữa mình để cho nó sôi lại rồi mình bỏ nó bay hí làm tắt lửa để lại nên trên trồng đỏ trên mặt nó sẽ khô lại. Hôm nay mình góp thêm món ăn với mọi người nha. Mắm chưng nha. Chúc mọi người vui khỏe. Mắm mình đã chưng xong rồi các bạn. Đó. Tại vì cái nồi này nó nhỏ quá. Khi mình bỏ cho mình chưng nó bị đổ. Bị đổ mắm ra ngoài. Rồi cái sửng cái khuôn này mình chưng nó hơi bị nghiêng đó. Nên nó không có bằng nhau. Tại nó bị nghiêng á. Đây là mắm chưng cái sừng lớn, hồi nãy mình bỏ cái trồng đỏ thêm vô rồi mình hấp lại đó. Bây giờ nó nguội rồi nè. Mình cứ để khi nào mình muốn lấy ra thì mình cứ lấy, nhưng mà mình cứ để cái đó mình trong trồng đỏ, nguyên cái sừng nãy mình bỏ cái trồng đỏ vô đó. Đó. Mình hấp được mấy chum nhỏ này nè. Với lại một cái sừng tròn này nè các bạn. Mắm chưng này mình ăn với lại dưa leo và rau sống ăn rất ngon. Hôm nay mình góp thêm món mắm chưng, mắm lóc chưng với lại thịt với lại trứng. Mình có để cái gia vị cho hướng dẫn gia vị với các bạn ở phần trên đó, các bạn xem nha. Mình chúc các bạn được vui khỏe ha. Nếu mình chưng cái nồi nó hơi cái vòng tròn này nó nhỏ nên mình chưng cái nó, mình để vô nó bị nghiêng đó. Nên cái lúc có mấy cái đầy cái nó bị hơi nghiêng qua. Nên nó có cái nó đầy nên cái nó bị hơi hởm chút xíu á. Nó đổ ra ngoài đó, đổ ra cái sửng cái hấp này nè. Đó, mình nói các bạn. Mình góp thêm cho các bạn nha, chúc các bạn vui khỏe nha. Mắm chưng ăn với dưa leo rau sống rất ngon nha các bạn.